cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với channel của mình. Ngày hôm nay mình có một tiêu đề muốn chia sẻ với tất cả anh chị em, và mình nghĩ là tất cả các bạn cũng rất là thích cái tiêu đề này. Tại vì mình thường hay chia sẻ những cái tiêu đề này và có những người chỉ trích mình hơi nặng nề, cho nên mình muốn bỏ, mình không làm nữa. Và nhiều người họ nói là nếu như mà mình bỏ không làm tiêu đề này nữa là họ sẽ không subscribe kênh mình nữa, và họ bỏ luôn, họ giận luôn, họ sẽ không theo dõi mình nữa. Nhưng mà mình sẽ làm cố gắng hết sức theo cái khả năng hiểu biết của mình, thì mong là các anh chị em có thể ủng hộ và yêu mến mình nhé. Và video đó như thế nào thì chờ. Dạo gần đây thì các bạn cũng đã biết là cung Măng Thông có một cái sức lan truyền rất là mạnh, và đặc biệt là bên Việt Nam bây giờ là bán cung Măng Thông khá là tràn lan, và có cung Măng Thông thật và có cung Măng Thông giả, có rất là nhiều ma có, quỷ có, Phật có, đủ hết trơn á. Cho nên á, có nhiều người hỏi mình đó là tại sao mình nuôi nhưng mà nó lại không có, nó là không như cái lời mình nói, nó không có dữ dằn như mình nói. Và có nhiều người thì họ lại xác nhận là thật sự đúng như những lời mình nói. Nhưng mà cái có nhiều người họ bán cung Măng Thông, họ nói họ nuôi rất là nhiều, có gì đâu. Thì mình cũng sẵn video này mà mình muốn chia sẻ thêm, và cũng như là phân tích thêm là lý do tại sao nó lại như vậy. Thì các bạn hiểu không? Ví dụ như bây giờ nếu như mà mình nuôi một cái vật cưng nào đó mà các bạn cho nó ăn đầy đủ thì nó sẽ rất là ngoan ngoãn và nó sẽ rất là vâng lời mình. Nhưng mà đến một cái khi nào đó mà cái vận xui của mình đến và năm xui tháng hạn của mình, thường thì một con người mình nó sẽ có tướng số. Và cái khi mà cái vận xui của mình nó đến, và đôi khi là cái nghiệp báo của mình nó đã ập đến và nó làm cho mình phải gánh chịu những cái quả báo đó, thì bắt đầu cái cung Măng Thông nó theo kiểu là các bạn không còn khả năng mà các bạn có thể lo cho nó nữa, hoặc các bạn bỏ bê nó, hoặc đôi khi là một cái thời gian nào đó các bạn chán nó rồi, các bạn không quan tâm tới nó nữa, bắt đầu bạn nuôi những con khác, hoặc đôi khi là các bạn bỏ, các bạn không sử dụng tụi nó nữa, mà các bạn có thể sử dụng những cái loại bùa ngải khác. Hoặc là mình có con, mình yêu thương con mình, bắt đầu mình bỏ bê nó. Tại vì khi mà cung Măng Thông các bạn nuôi là các bạn phải xem nó như một đứa con. Và khi các bạn có con thì bắt đầu các bạn cảm thấy như là mình đã có con rồi. Con này con thật, mình có thể sờ, mình có thể ôm được, mình có thể nựng nịu được, và mình có thể cảm nhận được cái hơi ấm của nó. Và bắt đầu cái các bạn theo kiểu là vẫn yêu thương nhưng mà các bạn lại lơ là nó đi. Và tình cảm thì nhất định sẽ phải chia ra rồi. Tại vì khi mà các bạn có một đứa con thì các bạn sẽ dồn tất cả cái tình yêu đó vào nó. Nhưng mà nếu như khi các bạn mà có một cái tình yêu mới, một đứa con mới, thì các bạn sẽ chia đều ra. Và bắt đầu nó cảm nhận được cái tình yêu đó, nó bị vơi đi và nó không thích điều đó nữa. Và một cái sự ganh ghét và cái sự giận hờn trong đó nó sẽ có. Vì các bạn biết không, không chỉ là con người mình nó mới có sự ganh ghét không đâu, thì nó cũng là một linh hồn, nó vẫn là một cái có được cái hỷ nộ ai ố, có tất cả, nhưng mà chỉ là nó không có cái xác thôi. Tại vì con người mình hơn nó là ở cái xác, mình có được cái thể xác mà nó không có, nó chỉ có một cái linh hồn, và cái linh hồn của nó rất là yếu ớt. Nó mình có thể là mình nhiều linh hồn, nó phải kêu bằng ba hồn chín vía, đúng không? Mình được ba hồn chín vía lận. Nhưng mà đối với nó thì nó không có, nó chỉ có một hồn thôi. Cho nên đó hả, khi mà bắt đầu nó giận lên rồi, bắt đầu nó có một cái sự ganh ghét, rồi bắt đầu cái nó sẽ làm đủ mọi cách để có thể là làm cho bạn xui xẻo, làm ăn thất bát. Rồi đôi khi là nếu như nó mạnh hơn một chút xíu thì nó có thể làm cho bạn đi ngoài đường có thể bị tai nạn hay là như thế nào đó. Thì tùy theo cái sức mạnh của tụi nó trong thời gian tụi nó tu hành như thế nào. Và ví dụ như trong thời gian đó cái người nuôi nó cho nó ăn uống ra sao. Ví dụ như cái người nuôi nó có tâm tà chánh và họ không có được cái tâm thiện, bắt đầu họ nuôi để họ muốn trục lợi cho bản thân mình, bắt đầu họ cho nó ăn đồ sống, ăn đồ tươi và cho uống máu, đồ uống máu gà, máu vịt rồi đó các bạn. Và các bạn biết không, khi mà các bạn muốn mà nó mạnh nhất và nó có thể có cái sức mạnh kêu bằng cao nhất là mà các bạn, cái người nuôi họ sẽ cho uống máu của họ. Chính người nuôi sẽ cho uống máu của cái người nuôi đó cho cái vật nuôi họ đang mua nuôi thì nó sẽ mạnh hơn.
Và đó là lý do tại sao mà mình nói là nó có rất nhiều cái tiềm ẩn nguy hiểm, vì nó theo kiểu là nó giống như là một con hổ mà các bạn nuôi nó gì đó. Tuy là nó được thuần hóa, nó nhỏ, nó thuần các bạn có thể thuần hóa nó, nhưng mà bản chất của nó vẫn là một con hổ. Khi mà nó trưởng thành lên rồi, và đôi đôi khi là cái bản năng nóng giận của nó trỗi dậy, thì các bạn sẽ không lường được cái trước biết trước được cái gì, điều gì đâu. Vì dù gì thì nó vẫn là ma, các bạn hiểu không? Nhưng mà đối với một cái linh hồn ma quái hay bất cứ gì đó thì cái bản ngã của nó rất là nhiều, nó không giống như con người mình. Vì con người mình nó là mình tạo nghiệp, mình tạo nghiệp, nhưng mà cái với cái linh hồn của nó là chỉ gánh nghiệp thôi chứ không có tạo nghiệp được, nó không có thể tạo phước được. Nó chỉ, mình có thể tạo nghiệp, có thể tạo phước, nhưng mà đối với nó chỉ có thể là tạo phước, không có được nhiều đâu. Nó chỉ hưởng phước được từ người khác chuyển chuyển cái phước, chuyển cái nghiệp qua cho nó thôi, chứ nó không thể tạo được phước. Và cái phước của nó tạo rất là ít, ít lắm các bạn. Chỉ là người con người mình tạo phước được nhiều thì mình mới chuyển hóa qua cho nó, và nó hưởng được cái điều đó của mình. Cho nên khi mà nó sống bên cái bản ngã của một cái loài ma loài quỷ, thì nó chỉ là, một là nó có thể trượt dài vào cái hố sâu của quỷ dữ, và hai là có thể là nó sẽ được đi đầu thai và nó có thể làm người thôi. Nhưng mà còn cái điều mà có thể là giúp mà con người mình có thể giàu có hơn thì không được. Tại vì có nhiều người hỏi Minh á là tại sao, nếu như mà con Cung Ban Thông nó có thể mạnh đến như vậy thì tất cả nhà nào họ cũng đã nuôi con Cung Ban Thông đó rồi, mà tại sao người ta lại không nuôi hết đi, mà đất nước Thái Lan chắc giàu hết rồi chứ không phải nghèo khó như vậy. Thì bây giờ mình sẽ phân tích cho các bạn nghe là lý do tại sao cái điều đó nó có được một cái thế lực, nó có được cái quyền năng nhưng mà không ai thèm đụng tới nó. Là lý do tại sao là khi các bạn sử dụng và những cái việc đó, tất nhiên là các bạn đang đổi lại cái ý trời, mình đang cãi lại cái ý trời. Thứ hai nữa là mình sử dụng cái những cái con ma và những kêu bằng cái thế giới không thuộc về cái thế giới của mình á, thì các bạn bị mắc tội và mắc nghiệp nhiều lắm. Bởi vì lý do tại sao là cái khi mà con người ta giàu á, người ta giàu mà người ta làm bằng việc chân chính á, ví dụ như người ta làm từ hai bàn tay trắng ta lên và người ta đánh đổi từ mồ hôi nước mắt của người ta, thì những cái đồng tiền đó người ta giữ rất là lâu. Nhưng mà đối với những cái người mà họ sử dụng bùa phép nè ha, và những người mà làm những chuyện bất lương rồi đó, thì những người đó nó một thời gian rất là ngắn và họ phải trả giá về những điều đó. Là lý do tại sao vậy? Là vì các bạn đang chơi với ma với quỷ đó, cho nên hả, chỉ có Phật là không có kêu bằng à, chỉ có Đức Phật là không có sự trao đổi với mình. Ví dụ như các bạn tạo phước thì các bạn hưởng phước, nhưng mà còn với ma với quỷ là khi mà các bạn muốn nó làm một cái điều gì đó là đổi lại là nó sẽ phải lấy mật của bạn một cái điều gì đó. Nó rất sòng phẳng, rất là sòng phẳng. Ví dụ như bây giờ nó có thể giúp bạn một cái điều gì đó ghê gớm, thật là kêu bằng à, có thể là nếu như nó có được cái quyền năng mà nó có thể giết được một người nào đó thì nó sẽ giúp bạn giết người đó, nhưng mà đổi lại là nó sẽ lấy cái linh hồn của bạn. Đối với ma quỷ nó rất sòng phẳng, nó nếu như các bạn muốn một cái điều gì ở nó thì nó phải lấy lại một cái điều gì ở bạn, chứ nó không không theo kiểu là nó sẽ không làm không cho bạn đâu. Vì nó biết là ở bạn có một cái điều gì đó mà nó cần, cho nên á nó biết được cái bản ngã của các bạn là tham, và nó sẽ giúp cho các bạn đạt được cái điều tham lam đó của bạn, và sau đó là nó sẽ lấy đi những cái điều mà nó muốn từ bạn, là linh hồn, là có thể là thể xác. Cho nên hả, đó là lý do tại sao mà nước Thái Lan họ rất là giỏi về cái chuyện bùa chú, nhưng mà tại sao đất nước họ lại không tiên tiến? Đó là lý do tại vì là họ tạo quá nhiều nghiệp. Mà các bạn biết không, khi mà các bạn sử dụng những cái điều đó là thứ nhất các bạn là cải số nè, là các bạn đã bị trời đại. Bởi vì các bạn thấy những người mà họ làm thầy không bao giờ họ giàu được, chỉ đủ ăn thôi. Đôi khi hả còn không có một cái nhà để mà ở, đài phải đi hành xác, đi ngoài đường ngoài xá ăn bờ ngủ bụi,
Đó là bị trời đày đó các bạn. Đôi khi họ không muốn nhưng mà cứ cứ khiến họ đi vậy đó. Đôi khi họ đi trong cái vô thức mà mình quen rất là nhiều. Tại vì khi mà thời gian ở Sài Gòn á, là mình bán tiệm vải, mà những cái cô đồng cô bóng thì mê mua vải lắm, về may đồ. Mà mấy bà đó hay lại tiệm của mình đó, và mà mấy bà đó đôi khi lâu lâu vắng bóng một thời gian mình không thấy, cái bắt đầu cái mình gặp lại mình hỏi dạo này đi đâu mất tiêu gì, bà nói hành xác đi làm thầy. Các bạn biết không, là lý do là như vậy đó, là những cái người mà họ làm thầy và họ bị mắc cái xác làm thầy, và đặc biệt là họ sử dụng những cái điều đó là nó đã bị tổn phước tổn thọ rồi, là cái nghiệp của họ rất là nặng, và họ phải trả bằng cái cách là họ sẽ không bao giờ được đầy đủ no đủ, và nghiệp báo lên lên cái đời con cháu của họ luôn. Kể cả khi mà họ sanh con đẻ cái ra thì đời con cháu họ vẫn bị mắc cái nghiệp là không bao giờ mà có thể khá lên được. Mà nếu như cái người làm thầy đó họ có phước ba kêu mừng, cái tâm của họ thiện mà họ làm phước không á, họ không lấy tiền ai á, và họ không có hại ai á, thì quả mai thì con cháu của họ còn có thể ngóc đầu nổi. Nhưng mà còn theo kiểu là có tâm tà tâm ác á, thì sử dụng những cái việc đó mà để trục lợi cho bản thân, thì con cháu mãi mãi không bao giờ ngóc đầu nổi đâu các bạn. Đó là lý do tại sao mà những người họ nói là nếu như vậy đất nước Thái Lan họ giàu rồi, thì tại sao mà họ không sử dụng cái điều đó vào những cái việc theo kiểu đi 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 lừa người khác, hay là sử dụng mọi chuyện những chuyện người khác. Vì con người mình sống, mình tin vào nhân quả luân hồi và mình tin vào báo ứng, cho nên cái con người mình hiểu được những điều đó, và mình biết được là khi mình đang sử dụng những cái điều đó là mình đang chơi với ma với quỷ, và mình đang tự dấn thân vào cái con đường địa ngục, và mình đang cho mình một cái cơ hội đi đến cái con đường địa ngục mà nó mau mà nó nhanh nhất. Vì á hả, các bạn biết không, tạo phước thì khó mà gây nghiệp nó dễ lắm. Cái các bạn có thể là giúp người này giúp người kia trong vòng 1 tháng 2 tháng, nhưng mà chỉ cần một câu nói thôi là bao nhiêu phước đức của bạn nó sẽ bay hết, nó tiêu tan theo mây khói hết. Cho nên á hả, xây thì khó nhưng mà đập thì dễ lắm. Bởi vì lý do tại sao mà người ta lại không sử dụng cái những cái chuyện đó thượng đại trà. Mà bây giờ các bạn biết không, họ thường là những cái điều đó là họ không có khuyến khích. Mà bây giờ đặc biệt bên Thái Lan là khuôn văn thông bị cấm, không cho sử dụng nữa, không cho kêu bằng trao đổi buôn bán với những người trước nữa. Nếu như những người nào không tin đó, thì đi qua Thái Lan đi rồi biết, những cái người mà họ lấy từ Thái Lan qua họ buôn bán đó, là họ thờ hầu như là họ làm chui hay là họ trốn pháp luật thôi, chứ thật sự bên Thái Lan bây giờ là họ cấm, cũng giống như là ở một cái đất nước mà họ cấm ma túy vậy đó. Cấm không có nghĩa là nó sẽ không có, nhưng mà cấm đây là nó có nhưng mà nó sẽ chìm, nó làm ở cái một cái lĩnh vực theo kiểu là có giới hạn, chứ không có phải là cứ là phô trương rồi đi bán đại trà giống như bán cơm bán gạo ở ngoài đường, thì nó không có được như vậy. Là đất nước Thái Lan hiện tại bây giờ là đang cấm sử dụng Kumathon nhiều, mà theo kiểu là giống như là thuốc lá vậy các bạn. Cấm không cho bán, không cho nhập lậu, nhưng mà người hút thì người ta không cấm. Đó là như vậy đó. Theo kiểu là nếu như các bạn biết được thì các bạn sử dụng, nhưng mà họ cấm không có cho sử dụng đại trà. Họ không có cho sản xuất theo kiểu là sản xuất thủ công, sản xuất theo cái kiểu công nghiệp, họ không có cho như vậy nữa. Và cái điều này là mình biết được từ cái người bạn nói lại cho mình biết là chị ơi, ở bên Thái, em đang sống ở bên Thái, và em biết được những cái Kumathon bên Thái hiện tại bây giờ là người ta cấm, người ta không có cho lưu hành những cái con Kumathon nữa, và không có cho sản xuất những con đó nữa. Nhưng mà nói là những ông thầy giỏi đi về Việt Nam làm Kumathon để bán, thì em sợ mấy người đó bị gạt quá chị ơi. Thứ nhất, thứ hai nữa là em sợ những cái ông thầy đó, ông học được 3 mớ, cái đầu ông làm Kumathon bắt đầu cái ông đưa cho theo kiểu là trục lợi, họ buôn bán để họ lấy được cái đồng tiền á, nhưng mà họ không có nghĩ lại cái hậu quả về sau cho những người sử dụng Kumathon. Thì em rất là lo, em muốn là nếu như chị có lên YouTube mà chị nói cho tất cả mọi người biết, thì chị hãy nói có thể là một phần nào đó để cho mọi người có thể biết thêm về những điều này. Thì trên YouTube mà nó là một cái xã hội, thì các bạn có thể quyền ghét, có người thương, có người ghét và có người chửi mình rất là nhiều. Nhưng mà mình nghĩ thì
một số người nào đó đã xem được cái video của mình thì họ có thể biết được và họ tránh được những điều đó. Đôi khi có người đó họ sợ, họ tin, thì mình cũng đã làm được một cái phước cho mình rồi, là mình đã đem những cái thông tin tốt đẹp đến mọi người. Còn những người nào mà không tin thì chuyện của họ, nếu như theo kiểu là vận xui của họ đến và họ chấp nhận trao đổi và họ chấp nhận làm bạn với ma với quỷ thì họ cứ làm, cái chuyện đó là của họ. Vì cái con đường họ chọn thì họ phải gánh nghiệp báo thôi, chứ mình không có gánh nghiệp báo. Tại vì mình lên đây là mình nói thông tin, những cái thông tin hữu ích và muốn chia sẻ với tất cả mọi người. Nếu như mà ai biết thì nên tránh xa, hoặc có hở đang nuôi thì có thể là gửi những bé đó lên chùa để cho các bé tu. Chứ mình không có xúi ai làm bậy làm dại gì hết, cho nên nó hả mình không có sợ cái nghiệp báo nó sẽ lên cái người mình. Mà các bạn mà chửi mình thì mình cũng đâu có mắc gì đâu, thì các bạn chửi từ cái khẩu từ cái lỗ miệng của mình thì các bạn tự gánh nghiệp từ cái lỗ miệng của mình thôi. Cho nên bây giờ hả, từ khi mà mình làm YouTube mình bị ném đá cũng khá là nhiều, nhưng mà mình cảm thấy rất là vui khi mình đem lại được khá là nhiều thông tin cho một số người. Họ bia họ nhắn tin cho mình qua Facebook, họ cảm ơn và họ nói là rất mong được những cái thông tin hữu ích về những cái điều độc hại như vậy, và mong một ngày nào đó mình làm đi, mình đừng có bỏ nữa, mình đừng có bỏ cái chủ đề này. Họ tiếc lắm, họ sợ là mình bỏ cái chủ đề này vì vì họ biết được là mình nói thật và những cái điều đó họ đã từng trải qua và họ cảm nhận được điều đó, và họ biết được là những điều mình nói đều là thật chứ không phải là lên nói câu view câu like gì hết. Nhưng mà nếu như thật sự cái người họ hiểu, họ được cái sáng suốt và họ biết được những cái điều nào tốt cho mình thì cứ làm. Tại vì á, đôi khi các bạn đi học ông một ông thầy cũng là một ông thầy đó, nhưng mà tại sao trong lớp đó lại có đứa giỏi, đứa có đứa ngu? Thì cái đứa mà nó tiếp thu được thì nó sẽ giỏi, nhưng mà cái đứa mà không tiếp thu được thì nó sẽ ngu. Đó là thì tùy thôi, tùy theo cái nghiệp lực của các bạn và tùy theo cái phước báo của các bạn. Nếu như mà phước báo của bạn đủ tốt đủ dày để hiểu được những cái điều mình nói thì các bạn có thể tránh xa được những cái điều không tốt là có thể gây hại cho cuộc sống của mình. Và nếu như mà theo kiểu cái tâm tà của bạn quá nhiều và các bạn tham những cái điều đó, các bạn muốn dấn thân vào nó thì đó là con đường của các bạn chọn, và các bạn phải chịu chịu cái những cái hậu quả mà hệ lụy về sau của những cái điều mà mình chọn thôi. Thì hả, nếu như mà yêu thương thì hãy thả cho mình một like và nhớ đăng ký kênh cho mình để nhận nhiều video hơn nữa nha. Hãy bấm cái chuông kế bên để khi mà mình livestream hay up video nào đó thì bạn sẽ là người đầu tiên xem video của mình. Cũng như là hãy yêu thương comment cho mình vài điều mà các bạn cảm thấy thú vị ở video này, hoặc là chia sẻ lên kênh YouTube, Facebook, Zalo của tất cả mọi người để có nhiều người hơn hiểu về những cái thông tin hữu ích này. Và cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video ở với thời điểm này cùng mình nhé. Cảm ơn tất cả mọi người và hẹn mọi người lại những video sau. Bye bye.